Chào mừng các em đã quay trở lại với video tiếp theo về chủ đề học tự học tiếng Trung tại nhà. Thì như bài trước là chúng ta đã học trợ từ kết cấu tờ rồi đúng không? Và thầy có nói là trước khi vào bài mới thì thầy sẽ chữa cái đáp án cũ của cái bài tập đã trước thầy cho. Chưa thấy bạn nào comment cả. Thế thì thầy sẽ công bố đáp án luôn nha. Đây, đáp án đây luôn. Cái câu số 1 của chúng ta đó chính là 这是谁的汉语书? 这是谁的汉语书? Thì tờ sẽ cho vào khu vực này. Chúng ta sẽ dịch là đây là sách tiếng Trung của ai? Được chưa ạ? Câu số 2, 这是我妈妈的书, 这是我妈妈的书, đây là sách của mẹ tôi, được chưa? Các bạn nào làm đúng chưa? Hai câu. Câu số 3, 你是哪个公司的员工? 你是哪个公司的员工? Bạn là nhân viên của công ty nào? Được chưa? Câu số 4, 他们都是很好的人, 他们都是很好的人, họ đều là những người tốt, những người rất tốt. Câu số 5, 小明的老师, 小明的老师是范老师, 小明的老师是范老师, được chưa? Thầy giáo của gì nhỉ? Của Tiểu Minh là thầy Phạm. Tại vì người ta hay nói là họ hơn, người ta sẽ không nói tên, được chưa? Các bạn đã làm có đúng là có làm đúng hết 5 câu không ạ? Nhớ so sánh lại nha. Đó. Tương ứng với vị trí nào bài trước thì xem mình đã làm đúng hay chưa. Nếu bạn đã làm đúng rồi đồng nghĩa việc là bạn cũng đã nắm được cái cách dùng của trợ từ kết cấu tờ rồi. Được chưa ạ? Chúng ta sẽ chuyển qua bài mới nha. Trong cái nội dung tiếp theo thì thầy sẽ giới thiệu với các bạn là hôm nay chúng ta sẽ học giới từ trải. Đó, hoặc tí nữa sẽ là giới từ trải và kể. Được chưa ạ? Thì bước đầu tiên chúng ta sẽ đến với giới từ trải. Được chưa ạ? Sẽ có hai cách dùng của nó. Cái đầu tiên là trải cộng với địa điểm. Lúc này ý nghĩa của trải sẽ là ở đâu hoặc là tại. Tôi sẽ có ví dụ số 1. 我在北京学习汉语. 我在北京学习汉语. Tôi đang học tiếng Trung tại Bắc Kinh. Hoặc là tôi học tiếng Trung tại Bắc Kinh. Có thể bỏ từ đang. Được chưa? Lúc này nhớ nhá, trải sẽ đứng trước địa điểm, đóng vai trò là giới từ, phó từ luôn. Nó, bản thân của nó là giới từ, đóng vai trò là phó từ. Được chưa? Tôi đang học tiếng Trung tại Bắc Kinh. Hoặc nói khẩu ngữ như các bạn khác, tôi chỉ cần biết là trải cộng với địa điểm đang biểu thị chúng ta đang ở đâu, ở chỗ nào, nơi chốn. Được chưa? Hoặc ví dụ số 2, 我住在三楼, 我住在三楼, tôi ở tầng 3. San lầu cũng là địa điểm đúng không ạ? Cái này rất dễ, các bạn đã nắm được chưa? Trải có nghĩa là ở, hoặc là tại, hoặc ở đâu. Cách dùng số 2 là trải hoặc trân trải cộng với động từ là đang làm cái gì. Lúc này cái giới từ trải này của chúng ta đóng vai trò là trợ từ động thái. Các bạn nhớ nhá, lúc này trải, giới từ trải sẽ đóng vai trò là trợ từ động thái. Nó có nghĩa là đang, được chưa ạ? Ví dụ số 1, 他在玩手机, 他在玩手机, anh ấy đang dùng điện thoại, đang nghịch điện thoại, được chưa ạ? Nó không dịch được là anh ấy đang ở điện thoại đúng không? Tại vì ý nghĩa này, cấu trúc bên dưới này sẽ dùng với nghĩa hoàn toàn khác nhau. Số 2, 我正在吃饭, 我正在吃饭, tôi đang ăn cơm, được chưa ạ? Nhớ nhá, giới từ trải có hai cách dùng. Cách đầu tiên, trải cộng với địa điểm sẽ nghĩa là ở đâu, được chưa ạ? Nơi trốn. Câu cách dùng số 2, trải hoặc là trân trải cộng với động từ là đang, chúng ta sẽ dịch là đang luôn, tôi đang làm gì đó. Ok chưa ạ? Chúng ta sẽ chuyển sang cái giới từ số 2 mà thầy muốn giới thiệu với các bạn, đó chính là giới từ kể, được chưa ạ? Trong khẩu ngữ, trong văn viết rất nhiều thì chúng ta sẽ có như sau. Giới từ kể kết nối giữa động từ với đối và đối tượng của hành vi hoặc người tiếp nhận động tác. Nó cũng có thể đứng sau động từ. Tôi sẽ có cấu trúc như sau. A kể B cộng với động từ cộng với tân ngữ. Hoặc là không cần liệt kê tân ngữ ra đây, chúng ta sẽ có cấu trúc ý nghĩa của nó là A làm gì cho B. Ví dụ, 下午他给妈妈打电话. 下午他给妈妈打电话. Buổi chiều cô ấy gọi điện thoại cho mẹ. Lúc này giới từ kể của chúng ta dịch là mẹ, được chưa ạ? Trong đó tha là đóng vai trò là A, kể vẫn là giữ nguyên, B là mama, động từ là tả, tân ngữ là tiên hỏa, được chưa ạ? Trong đó mẹ chính là đối tượng được cho cái cô này, cô ấy gọi điện đến. Đó, giải thích như phần này các bạn hiểu chưa? Giới từ kể kết nối giữa động từ là gọi điện thoại đấy, gọi điện thoại đó, và đối tượng của hành vi hoặc là người tiếp nhận động tác, người tiếp nhận động tác chính là người mẹ, được chưa ạ? Chúng ta rút ra có cấu trúc luôn là
A kể B tả điện thoại là ai gọi điện cho ai, A gọi điện cho B đó, được chưa? Hoặc ví dụ số 2. 我给大家介绍一下, tôi xin giới thiệu cho mọi người một chút, với mọi người một chút, được chưa? Cũng vẫn có thể dịch nghĩa là cho. Cái câu này thì dùng trong trường hợp tôi đến một nơi mới, tôi muốn giới thiệu một người mới, muốn giới thiệu một cái gì đó, chúng ta sẽ bắt đầu một câu này. Đó. Câu số 3, ví dụ số 3. 这支笔送给你了. Cái bút này là tặng cho bạn đấy, cũng có nghĩa là cho. Các bạn nắm được chưa? Rất dễ đúng không? Chuyển sang cái cách dùng số 2 của nó, đó là dùng trước động từ biểu thị tăng cường nhấn mạnh ngữ khí hoặc sắc thái của động tác có thể tình lược được. Thì cái ví dụ đầu tiên của chúng ta đó chính là 雨伞被我妹妹拿给拿走了，雨伞被我妹妹拿给拿走了. Được chưa? Ô, bị em gái tôi lấy mất rồi. Chúng ta có thể bỏ mất từ kể, bỏ từ kể đấy không làm sao, ý nghĩa vẫn hoàn toàn đúng. Nhưng mà chúng ta nắm được cái cách dùng số 2 của cái giới từ kể này ấy, người ta nói sẽ giống y người bản ngữ luôn. Những cái này người ta sẽ hay câu bên dưới rất hay có trong phim này. 我怎么把事情给忘了？我怎么把事情给忘了？Sao tôi lại quên mất việc này rồi? Được chưa? Chúng ta có thể bỏ từ kể đi. 我怎么把事情忘了? Đều đúng. Được chưa? Cách dùng số 2 nhá. Được chưa? Trong đó ná là động từ, kể áo quang cũng là động từ. Được chưa? Các bạn nắm được chưa? Rồi chuyển sang nội dung cuối cùng mà thầy muốn giới thiệu với các bạn ở trong cái bài hôm nay, là chúng ta sẽ học cái yǒu yī diǎn, hơi, có nghĩa là hơi, khá hoặc có một chút. Thì yǒu yī diǎn này biểu thị một chút, một ít, thường dùng cho những sự việc không vừa ý. Đối với cái cụm từ này ấy, chúng ta trong ngoặc này tức là chúng ta sẽ có thể bỏ, lược bỏ từ y đi đúng không? Có thể là yǒu diǎn, cái ớ này đằng sau là để ấn lưỡi. Cái tiếp theo chúng ta cũng có thể lược bỏ cái từ ở đây đi, sẽ là yếu tiện. Bình thường nghe không có cái này đúng không? Tại vì người Bắc Kinh ấy, người Bắc Kinh người ta hay ấn lưỡi. Người Bắc Kinh thì người ta mới nói là yếu tiện hoặc là yếu y tiện. Bình thường chúng ta chỉ còn nói là yếu tiện hoặc là yếu y tiện. Được chưa? Đều ok. Ví dụ đầu tiên, 我最近有一点忙, hoặc là 我最近有点忙, hoặc là 有一点忙, nghĩa là có thể lược bỏ y hoặc là lược bỏ ở cái ấm uốn lưỡi đằng sau, được chưa ạ? Câu số 2, 这个箱子有一点大, cái thùng này, cái hộp này khá là to. Trong cái câu này nó có nghĩa là khá, hoặc là câu bên trên có nghĩa là hơi. Câu số 3, 这个月的收入有一点少. Đó, đây là thầy vẫn đọc nguyên mà văn không có lược gì. Nếu mà lược đi nó sẽ là 这个月的收入有点少 hoặc là 有一点少. Được chưa? Các bạn đã nắm được cách dùng này chưa? Rất là dễ đúng không ạ? Rồi, bài hôm nay là chúng ta đã học được gì ạ? Cách dùng của giới từ 在 cộng với cách dùng của giới từ 给, và ngoài ra học thêm được cụm từ 有一点. Được chưa? Hy vọng là các bạn đã nắm rõ cái những cái cách dùng của những cái cụm từ, cái giới từ này để vận dụng vào trong nói của chúng ta cũng như là văn viết của chúng ta. Rồi bài hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Bài khác, bài sau thì thầy giới thiệu với các bạn những cái nội dung tiếp theo, ví dụ như về phương hướng, về lượng từ. Còn tất nhiên là từ mới là các bạn sẽ phải tự học nha. Chúng ta có thể học trên, bây giờ học rất là tiện rồi đúng không? Học trên mạng này, học trên YouTube này đều có, được chưa? Hoặc là hỏi những người thân những cái gì các bạn muốn học. Còn những cái này là những cái điểm chú ý, có thể là trong sách nhiều khi các bạn có viết nhưng các bạn không hiểu hoặc là chưa hiểu lắm, được chưa? Xin chào và hẹn gặp lại.